rửa mày. Thôi, tao không rửa đâu. Đúng mày, không rửa đâu. Chưa rồi, về mày ơi. Hai đứa chúng tôi cùng ra đời trên một bến sông. Hai đứa cùng lớn lên bên nhau bằng hạt gạo quê thơm mùi nắng và gió trời, thấm đẫm những giọt mồ hôi nhọc nhằn của cha, của mẹ. Kỷ niệm tuổi thơ thật quá nhiều, sau này đã theo tôi đi mãi trên đường đời, mà những ngã rẽ của nó đã mang tôi đi đến những bến bờ kỳ lạ. Xin cảm ơn đời đã cho tôi một lần thơ bé ấy. Ký ức ngây thơ tuyệt vời, ngọt như mật của nụ hoa mướp, hoa sen đã nâng đỡ tâm hồn tôi qua bao nhiêu giông bão. Rồi hai đứa lớn lên lúc nào không hay, yêu nhau lúc nào không biết. Hay là điều đó cũng thật tự nhiên, như người ta thường bảo, trăng đến rằm thì trăng tròn. Dần trăng ngày đó mới đẹp làm sao, ánh sáng ấm áp của nó tỏa ra lung linh và trìu mến biết chừng nào. Ngày đó tôi đã luôn tin tưởng rằng hai đứa có cùng một trái tim, một tình yêu, một ước mơ. Ngày bước chân vào ngưỡng cửa đại học, chúng tôi đã ấp ủ bao nhiêu hoài bão, lòng ngập tràn hạnh phúc vì đã thực hiện được mong ước của mẹ cha, của quê hương xứ sở. Mong có ngày những cánh chim non bay vững chãi trên bầu trời cao rộng. Tôi và Hải vẫn khăng khít bên nhau. Tôi từ nhỏ vẫn là đứa trẻ mơ mộng. Tuổi mới lớn với những chân trời khát vọng dường như càng làm tôi mơ mộng nhiều hơn. Nhưng tôi cũng mơ hồ linh cảm rằng suy nghĩ của Hải không hoàn toàn giống như tôi. Có lẽ Hải thực tế hơn, và những điều mới lạ trước mắt đã khiến Hải không còn như xưa nữa. Sao từng rồi tụi con không về? Dạ, tụi con sắp thi nên phải tăng tiết học lắm á. Làm má lo quá. Con cũng vậy, không về được, nhớ má quá. Xạo quá đi, cô chỉ giỏi nước nịnh. Con nói thiệt mà, ngủ với má từ nhỏ quen rồi, giờ thiếu hơi má chịu không nổi. Rồi nữa lấy chồng sao con? Lấy chồng hả? Mình bắt rễ luôn má. Còn bác ảnh qua nhà mình ở má ha. Còn chuyện của con với thằng Hải tính tiền nào chưa? Để ra trường má. Tụi con sẽ ra trường cùng một ngày. Nếu có việc làm, ngày hôm trước nhận nhiệm sở, ngày hôm sau tụi con sẽ làm đám cưới liền. Má chịu không? Nè, sao về sớm vậy? Qua bên kia đồ uống ly cà phê, có cái này cho hai người. Cái gì vậy? Chú coi liền đi. Từ từ, làm gì mà nóng dữ vậy? Đi đi. Ngồi đây. Hai cà phê, một nước tăng lực. Dạ, nước tăng lực cho ai? Cho Út á. Trời ơi, sao khi dễ phân biệt Út dữ vậy? Dì ơi, ba ly cà phê luôn nha. Dạ. Rồi, tính đưa cái gì cho tụi này? Đâu rồi? Ủa, cái gì vậy? Lá số tử vi. Trời đất, mày cũng tin cái này nữa hả? Ê, đừng có coi thường nha. Văn minh trí tuệ hàng ngàn năm của nhân loại đó. Cương, Cương nghiên cứu cái này hồi nào vậy? Gì đâu mà nghiên cứu vậy Út. Có phần mềm làm cái này, gõ ngày tháng năm sinh vào là ra rồi. Ê, nhưng phải biết luận đoán. Hơn nhau là ở chỗ đó đó. Vậy Cường đoán thử cho Út đi. Còn kỳ này Út có bị thi lại không? Nữ mệnh chỉ nên lấy cung phu cung tử làm trọng.
số của Út hả, ở hai cung này cực kỳ tốt. Ông hiểu. Nghĩa là số Út sẽ được nhờ chồng nhờ con trọn đời vinh hoa phú quý. Ê, nhìn kia. Đang chờ người nhà tới đón đó. Có cần thiết vậy không? Còn là sinh viên phải đặt đưa đón bằng xe hộ. Anh này, kể người ta. Đúng rồi, đi học bằng xe gì không có quan trọng. Chủ yếu vấn đề là có học giỏi hay không. Mà Thảo học giỏi nhất lớp mình đâu con gì. Thảo, Thảo, bỏ xe hộp một bữa đi, qua đây uống cà phê, chút xíu cường trở về cho. Chú về trước nha. Ngồi đây nè Thảo. Mọi người vừa phê bình Thảo là sinh viên quý tộc. Tại ba mẹ bắt như vậy chứ Thảo đâu có muốn. Vậy nói ba mẹ cho thêm 4 chiếc mô tô đi theo bảo vệ cho đủ bộ. Mày cứ chọc Thảo hoài. Dù gì đây, Tử Vi, Cường mới chấm cho tụi này đó. Anh Cường chấm cho Thảo một tấm nha. Yên tâm đi, Cường sẽ chấm cho cả lớp mỗi đứa một lá, kể cả thầy chủ nhiệm. Tính tiền đi. Nhưng Thảo cần gì phải coi Tiểu Vi, con nhà giàu, học giỏi, còn muốn gì nữa. Nhưng đường tình duyên lận đận quá, tới giờ vẫn chưa có mảnh tình nào. Cường nè, Cường xin làm người yêu yêu Thảo. Cường, bị đứt dây thần kinh khiêm tốn rồi phải không? Thảo chỉ ngồi với mấy bạn một chút thôi, lát nữa phải đi với ba để tìm hiểu mấy nguồn học bổng. Ủa, học bổng gì, ở đâu? Mấy đối tác nước ngoài của ba Thảo hứa tìm cho Thảo một cái học bổng sau đại học ở nước ngoài. Hôm nay phải tới họ nghe họ trình bày và chọn cái mình thích. Đúng là con người ta có số nghe. Học bổng nước ngoài mà còn được chọn cái nào mà mình thích nữa. Tại mấy chỗ này họ nể ba Thảo lắm. Vậy là tốt nghiệp xong Thảo đi nước ngoài học tiếp luôn hả? Dạ. Thôi anh Cường cho Thảo về đi. Khoan, uống cái gì đã. Tôi mất công lắm, Thảo uống ké được rồi. Nhưng cũng mãi tới sau này tôi mới biết bữa uống cà phê đó đã tác động tới người tôi yêu như thế nào. Khá lâu sau tôi mới biết rằng giây phút đó đã có một con đường mới manh nha trong ước vọng của anh. Con đường ấy không thể còn dấu chân hai đứa. Cô ơi, dạ ông cần gì ạ? Cô cho tôi hỏi thăm cô là sinh viên à? Ủa sao ông biết? Tôi đã gặp cô mấy lần ở trước cổng một trường đại học. Vậy à? Và tôi cũng biết cô làm ở đây vừa đúng 10 tháng. Tôi làm thêm để kiếm tiền đi học. Ông theo dõi tôi từ hồi nào vậy? Có gì đâu, bạn tôi là chủ nhà hàng này. À, tôi xin lỗi, tôi phải đi dọn bàn. Này cô dịp cô hãy điện thoại cho tôi. Dạ.
Nhưng cô đâu biết số điện thoại của tôi. Tôi sẽ hỏi ông chủ. Làm gì cho rắc rối, tôi có cạc nè. Cảm ơn. Út đố anh, đây là lần thứ mấy tụi mình tới đây ăn? Sao mà nhớ nổi? Lần thứ 18, kể từ ngày Út tìm được việc làm thêm. Sao nhớ dai vậy? Cái nào mà Út thích á, Út sẽ nhớ suốt đời luôn. Anh biết không, nếu Út mà là chủ quán này á, Út sẽ cho đặt một tấm bia kỷ niệm, hỏi mọi người hãy bước thật khẽ, vì nơi đây có một tình yêu đã đi qua. Dù gì vậy Út, mình học chuyên ngành kinh tế mà, đâu cần phải lãng mạn dữ vậy. Út thích lãng mạn, kiết tình. Anh còn tiền xài không? Út mới lãnh lương nè. Bánh gặp quả tang, bánh lẻ ha. Vô đây Cường. Đi đâu vậy? Cũng giống như mấy người, đi thư giãn để chuẩn bị bước vào kỳ thi tốt nghiệp. Thư giãn cái gì? Đi nhậu thì có. Mấy ông lớp mình á hả, rảnh một chút là đi nhậu hoài à. Anh không có à nghe. Nè, mấy bữa nay nghỉ, sao mình không tổ chức đi đâu chơi cho nó vui? Đúng rồi ha. Ê, về nhà Út đi. Rủ Cường về quê tụi mình chơi nha. Mà khoan đã, về quê mấy người có đặc sản gì hấp dẫn không? Nè. Mới ra lò đây Cường ca. Có rồi, mới ra lò. Mới chôm chĩa thì có, ở đâu vậy? Đi ngoài giao mới có đó. Phải công nhận, quê của mấy người dễ thương thiệt, xin cái gì cũng được. Đồ trơ trẽn, con xin không được là dễ ghét phải không? Không, Út đừng có xuyên tạc Cường như vậy. Mình không hề có ý đó. Quá đã. Chín chưa? Bảo đảm 3 phút nữa là chín. Chắc giá nghe không? Đâu, để coi Út khéo tay cỡ nào. Thường á, người ta nói con gái mà học giỏi á thì nữ công gia chánh rất là tồi. Còn khuya, Út này là tài đức vẹn toàn. Thấy chưa? Quá dữ. Nhưng mà còn thêm thứ. Mắm nêm. Chết cha, quên. Chờ chút nha. Con gái hư quá. Ê, mày là số 1. Út thật tuyệt vời. Mày yêu Út thật hả? Như mày thấy đó. Hơi sổ sàng nghe. Út không phải là mẫu người lý tưởng của mày. Vậy là sao? Tao không hiểu. Mày thông minh và thực tế, trong khi cô ấy quá lãng mạn, đôi khi còn ngu ngốc. Ngu ngốc gì không yêu mày à? Mỗi người một cách nhìn.
Mà sao hôm nay mày lại nói chuyện này? Vì không còn dịp nào khác nữa. Chỉ còn vài hôm tụi mình sẽ bước vào kỳ thi tốt nghiệp. Ra trường tất cả sẽ trở thành người lớn. Trong lúc này tôi vẫn không mảy may nghi ngờ. Phải chăng Hải vẫn còn nghĩ đến tôi một chút nào đó? Anh vẫn muốn ngày ra trường của tôi được hạnh phúc trọn vẹn. Ngày vui đó, tôi đã mơ ước thật nhiều. Tôi hình dung thật nhiều đến hạnh phúc tương lai. Chúng tôi sẽ có nghề nghiệp ổn định. Má tôi sẽ rất vui và ngày cưới sẽ thật tuyệt vời. Tôi ngỡ hạnh phúc đã thật gần. Mình chỉ với tay là ôm vào lòng mà thôi. Ý, đẹp quá anh ơi. Cái này được không anh? Hay là cái này? Anh sao vậy? Sao tới giờ này anh mới nói với Út? Thì anh cũng đâu có biết đâu. Anh xin thề, mọi sự đều xảy ra một cách bất ngờ. Anh được cái học bổng này từ bao giờ? Anh nói với Út rồi, anh chỉ nộp đơn cầu may thôi. Không ngờ lại được duyệt và lại nhanh như vậy. Vậy là còn đúng một tuần nữa anh sẽ đi. Phải, anh chỉ đi có 2 năm thôi. Kìa, lẽ ra Út phải mừng cho anh chứ. Anh có biết Út thương anh lắm không? Anh biết. Vì vậy anh mới vun đắp cho tương lai. Đàn ông phải có sự nghiệp Út à. Út nè, lấy xong cái bằng master ở nước ngoài về, mình sẽ tổ chức đám cưới thật to. Kìa, Út sao vậy? Bây giờ chỉ cần Út nói một tiếng, anh sẽ bỏ chuyến du học này liền. Đừng anh, Út sẽ chờ anh mà, bao lâu cũng được. Chỉ cần anh luôn luôn thương Út. Anh thương Út mà, anh sẽ thương Út suốt đời anh. Là một cô gái trẻ trung và lòng tràn đầy yêu thương, tôi lại tin tưởng Hải một lần nữa. Mà làm sao lại không tin người đã gắn bó với mình từ thuở nằm nôi, đã cùng mình lớn lên, cùng sẻ chia những yêu dấu đầu đời. Út đi đâu vậy? Út đi làm về.
Thì ra suất học bổng của anh là ở đây. Út đừng nói vậy. Anh buông tay tôi ra. Anh không sợ Thảo buồn sao? Sao anh không nói thật ra cho Út biết? Út à, từ lâu anh muốn nói với em, tình cảm tụi mình chỉ là anh em. Anh luôn coi em như một đứa em gái. Một đứa em gái. Một đứa em gái. Biết vậy không? Phòng là sinh viên mày đặt tư đón mặt xưa. Dậy đi em đừng ngủ dây dưa, dậy ra coi trời nắng lên chưa. Nắng lên má lơm khơm giặt áo sao dừa. Dậy đi em đừng ngủ dây dưa, chạy ra coi từng luống rau thưa. Má đang phơi dừa. Anh sẽ thương Út suốt đời. Dậy ra coi lòng hắn đau chưa, kệ người ta đừng có hay mơ. Lấy chồng đường đời còn bao kẻ chờ. Dậy đi mua đồ nóng canh chua, về cho ba mấy bữa cơm trưa. Cớ gì mà nằm buồn thiêu.
Thưa bác. Dạ. Chỗ Cường làm có tốt không? Cũng được á. Lương cũng khá cao. Mà sếp của Cường cũng là người am hiểu chuyên môn á. Vậy là mừng rồi. Út à, Cường có xin cho Út vài chỗ làm rồi. Bữa nào Út tới để họp phỏng vấn. Cường tới đây chỉ vì chuyện đó hả? Tất nhiên là không phải. Nhưng Út phải đi làm. Việc gì cũng được, làm cho nó vui. Chứ Út ở nhà vậy hoài chịu sao nổi. Nè, an ủi Út đó hả? Má Út còn chưa an ủi được Út, huống hồ gì Cường. Cường nè, sau đó Cường không nói cho Út biết. Nói gì? Nói về Hải đó. Út chơi với Hải từ nhỏ mà. Với lại lúc đó nói Út đâu có nghe. Út thương nó quá mà. Phải. Tới bây giờ Út vẫn còn thương ảnh. Thôi Cường về nha. Cường ơi. Đừng bận tâm tìm việc làm cho Út nữa. Út ở chỗ rồi. Ủa, ở đâu vậy? Alo. Phải, tôi đây. Xin lỗi, ai vậy? À, tất nhiên là nhớ chứ. Sao, em có việc làm chưa? Ồ, được chứ. Bất cứ lúc nào em muốn. Cuộc đời đôi lúc có những bước ngoặt được quyết định như thế đó. Chỉ trong một tích tắc. Nhất là khi ta chỉ là một cô gái hãy còn nông nổi. Nếu ngày hôm đó Cường đừng tỏ vẻ thương hại tôi, để lòng kiêu hãnh thơ trẻ trong tôi đừng bị tổn thương, thì không chừng số phận tôi đã khác. Con suy nghĩ kỹ chưa? Má biết là con không yêu nó. Mình mà lấy người không yêu là không có hạnh phúc đâu con. Hay con muốn trả thù thằng Hải? Không nên đâu con. Quán này anh thấy có gì hay đâu. Xem là dẫn tới đây. Có chứ. Có cái gì? Cá kèo. Mọi thủ tục anh đã lo xong hết, chỉ còn chờ quyết định của em. Tự nhiên thấy chán quá Cường ơi. Út, đừng an ủi. Không phải buồn mà là chán. Út thử đi đâu xa xa một chuyến coi.
Cường cũng nghĩ vậy hả? Út đang tính chuyện đó nè. Với anh chàng Việt Kiều đó. Các nhà gian thường dí lấy chồng như sang sông, còn bờ bên kia là thiên đường hay địa ngục thì họ lại không nói. Đúng không Cường? Chỉ mong là Út đừng chìm ở giữa dòng. Chưa bao giờ Út thấy Cường đáng ghét như hôm nay. Sau hè ngồi quanh bếp nghe mẹ kể chuyện hôm qua có người lấy chồng buồn tê tái khi làm dâu. Ngồi im nghe có con chích chòe về quanh hót vàng sầu hè. Chuyện hôm qua mới dăm tháng đầu buồn tê tái kịp làm dâu. Trời xanh xa kịp làm dâu, mấy người đã hạnh phúc được đâu. Cường cứ khuyên đại Út một điều gì đó. Sao Cường không nói Út một câu, không ngăn cản Út đừng làm điều dại dột? Tại sao Cường không nói gì hết? Cường nghĩ Út rơi vào trạng thái vô vơ, không có gì đáng quý. Ngồi im nghe gió thổi sau hè, ngồi quanh bếp nghe mẹ kể chuyện hôm qua có người lấy chồng buồn tê tái khi làm dâu. Người ít nghe có con chích chòe về quanh hót vàng sầu hè. Chuyện hôm qua mới dăm tháng đầu buồn tê tái khi làm dâu. Trời xanh ra kịp làm dâu, mấy người đã hạnh phúc được đâu. Quanh bếp nghe mẹ kể chuyện hôm qua có người lấy chồng buồn tê tái khi làm dâu. Ngồi im nghe có
con chính chòe về quanh hót vang sau hè. Chuyện hôm qua mới dầm tháng đầu, buồn tê tái khiếp làm dâu. Ngồi im nghe, ngồi im nghe, ngồi im cuộc sống nghe. Tôi thật sự nhận thấy mình đã sai lầm khi quyết định mọi chuyện trong bướng bỉnh và kiêu hãnh. Những tình cảm còn rất nhiều dấu vết của một đứa trẻ. Bởi lẽ người ta không thể dễ dàng tìm kiếm được thiên đường. Không tìm được việc làm, thế giới của tôi thu hẹp lại, chỉ còn vài mét vuông trong một góc bếp. Ngày lại ngày qua, mờ mịt, đắm chìm. Chồng tôi có lẽ cũng quá nhọc nhằn, đến độ dường như không còn giữ được thái độ lịch sự nữa. Anh như một cái máy, sáng mờ đất đã đi làm, đi về thì câm lặng như cái bóng, chỉ còn đủ sức ăn xong là lăn ra ngủ. Tôi cũng không còn dám đòi hỏi anh quan tâm đến tôi. Lâu mới có dịp đi ăn nhà hàng, đã ghê. Ừ, phải chứ ngày nào mình cũng được như vậy anh ha. Khùng hả, ngày nào cũng vậy để rồi chết đói. Thôi ăn cho xong đi em. Em thấy no lắm, không ăn nổi nữa. Chắc không khí ở đây không giống như quán lẩu cá kèo ở Sài Gòn của cô, nên ăn không nổi chứ gì. Anh sao vậy? Em chỉ nói là em no rồi. Biết no sao còn đòi dẫn đi ăn nhà hàng. Tính tiền. Ở đây chứ không phải như bên mình đâu, ăn uống bỏ mướn. Anh cho tôi luôn cái này. Dạ. Tiền lương tháng này của em mới lãnh đâu. Dạ, em gửi về hết cho má rồi. Gửi anh. Anh tốn kém biết bao nhiêu tiền bạc và công sức đưa em sang đây để hai vợ chồng mình cùng chung lưng góp sức xây dựng hạnh phúc. Anh không muốn cái cảnh anh phải hùng hục làm việc như trâu bò, còn em thì thoải mái gửi tiền về nhà. Đừng giận hơn anh nữa.
anh đừng thêm bối rối. Khi còn ở quê nhà, tôi thường nghe bạn bè nói những khó khăn để thích ứng với hoàn cảnh và lối sống ở đây. Lúc đó tôi cho rằng đó là những lo ngại có phần cường điệu. Nhưng bây giờ thì tôi hiểu. Chồng đi làm từ sáng đến tối. Tôi lủi thủi một mình trong bốn bức tường. Không bạn bè, không người thân thích. Thèm được nghe những câu chào hỏi vu vơ, những buổi ngồi tán gẫu giết thời gian. Nhưng tất cả thật xa vời. Rồi, đặt chỗ này nghe. Ờ. Vô đây. Hai anh với chúng tôi ha. Ừ. Kéo đường dây qua đây nghe. Ngồi đi con. Dạ. Con bày ra chi cho tốn tiền. Hồi nào giờ bác có xài thứ đó đâu. Bác ơi, mắc điện thoại bây giờ rẻ lắm. Và lại con nghĩ là có điện thoại ở nhà, bác sẽ dễ dàng liên lạc với Út hơn. À, nó mới gửi tiền về nữa nè. Không biết có làm ăn được không mà cứ gửi tiền về hoài à. Nghe nói bển kiếm tiền cực lắm phải không con? Kiếm tiền ở đâu mà không cực bác. Cái quan trọng là cuộc sống của mình có được hạnh phúc hay không. Anh đã xong rồi. Rồi. Gửi anh uống cà phê. Cảm ơn anh nhiều. Cảm ơn anh. Thôi về ha. Chào bác. Ừ. Con dán số điện thoại của Út ở đây cho bác dễ nhớ. Bây giờ khai trương điện thoại bằng cách gọi cho Út trước nghe. Alo. Con ơi con. Má hả? Ờ má đây. Má khỏe không? Trời ơi con nhớ má quá à. Dạ, con có nhận được thơ má không? Dạ có, con có nhận được. Trời ơi bên đây má nhớ con quá. Con cũng vậy. Má nhớ nha, má nhớ viết thơ cho con nhiều nhiều nha má. Rồi, má viết thơ nhiều cho con. Má nhớ con mà. Alo. Út ơi. Ủa? Út. Sao vậy con? Con ơi. Út. Alo. Sao vậy con? Út ơi. Út. Út à. Dạ. Dạ không có gì má. Kìa anh xỉn rồi, đừng có uống nữa. Ừ. Đừng có xen vào chuyện của tôi. Niềm vui duy nhất của tôi lúc này là chờ đợi những bức thư từ bên nhà gửi sang. Những bức thư đã truyền mạch sống cho tôi. Tất cả đều là của má viết. Thỉnh thoảng có vài bức của Cường.
Anh mệt lắm hả? Hỏi vậy mà cũng hỏi. Không mệt làm sao lấy được tiền người ta. Anh có hỏi được việc làm cho em chưa? Có, nhưng mà chắc không có hy vọng. Tạm thời em cứ giữ công việc rửa chén ở nhà hàng đi, đừng có bỏ. Dạ. Thôi, anh đi tắm đi rồi ăn cơm cho nóng. Em hâm đồ ăn nãy giờ mấy lần rồi. Em làm gì gọi điện về Việt Nam dữ vậy? Coi tiền điện thoại tháng này nè. Nhà má mới bắt điện thoại. Em gọi về hỏi thăm má. Nghe nói sức khỏe má dạo này yếu lắm. Hỏi thăm thì cũng phải vừa vừa thôi. Tiền điện thoại mỗi tháng như vậy ai mà chịu nổi. Em có thể chia sẻ chi phí đó với anh được mà. Vậy còn tiền nhà, tiền thức ăn, tiền thuế, tiền trả góp, sao em không chia sẻ với anh đi? Mỗi ngày anh chở em đi làm bằng cái gì? Chiếc xe đó đâu phải là trên trời rơi xuống. Em hiểu anh vất vả để kiếm tiền. Mình là vợ chồng chia sẻ với nhau đó là chuyện bình thường. Em chỉ xin anh một điều, cho em một thời gian nữa. Sao lại làm một thời gian nữa mà không ngay từ bây giờ? Em muốn về thăm má nên dành dụm tiền để mua vé máy bay. Em điên rồi hả? Mới qua có mấy tháng mà đòi về thăm nhà. Trời ơi, vợ tôi sang quá. Tự nhiên em nhớ má quá. Em thấy lòng mình lo làm sao? Nhưng em trở qua là mất job ngay. Dù đó chỉ là một cái chân rửa chén, nhưng nó cũng giúp em giải quyết những khó khăn ban đầu. Không lẽ em cứ ở nhà bắt anh nuôi hoài sao? Không bao giờ em muốn điều đó. Nhưng em cũng không thích anh ngăn cản em về thăm má. Anh không có cản. Em muốn đi thì đi. Nhưng bây giờ hãy sòng phẳng với nhau. Mọi chi phí trong nhà em phải chia đôi với anh. Nếu không thì xách vali ra ngoài. Người muốn cho tôi hòa nhập vào cuộc sống mới nhiều nhất có lẽ là chồng tôi. Anh ấy đã cố gắng tìm cho tôi một việc làm nhưng không được. Tôi thất nghiệp là một gánh nặng về vật chất cho anh ấy, nhưng tôi buồn lại là một gánh nặng tinh thần khủng khiếp mà anh ấy phải chịu đựng. Cuộc sống mới không mang lại niềm vui cho tôi, làm anh ấy mặc cảm. Sự mặc cảm lớn dần và đi tới gãy đổ là điều dễ hiểu. Anh, cô gái tối hôm qua anh chở về là ai vậy? Em không cần biết. Em không có quyền được biết. Em là vợ của anh, tại sao em không có quyền biết?
Mọi sự đều tiến triển theo đúng những nguyên nhân nó hàm chứa bên trong. Hiểu được điều đó, tôi thấy lòng mình thanh thản hơn. Có lẽ tôi sẽ không bao giờ trách chồng, trách hoàn cảnh. Trách chăng là trách những quyết định khờ dại của mình. Trách sao lúc đó tôi không biết nghe lời má. Alo, ai ạ? Má Út đây. Dạ, con đây má. Con đó hả? Con ở nhà không con? Dạ, đi làm chưa về ạ. Sao cực quá vậy con? Dạ, ở bên này vất vả lắm ơi. Tới khuya mới về lần hả? Dạ. Bữa nào cũng vậy hết hả? Dạ. Con gọi má có chuyện gì không? Hôm nay con muốn nói với má một chuyện. À bên nếu má thật sự đau ốm, tụi con sẽ cố gắng giúp đỡ. Còn nếu không thì thôi, má đừng bắt Út gửi tiền về hoài. Ở bên này Út đi làm cũng vất vả lắm mới kiếm được tiền. À má hiểu rồi. Dạ sao hả má? Không, má khỏe mà. Dạ má khỏe, con cũng mừng ạ. Dạ chào má. Bác ơi, nhìn trời sáng.
gió lao xao mái hiên, nghe như tiếng cười đùa của em. Ôi người con gái ngày xưa, Úc lấy chồng mà hay ra ngoài ngắm chân trời. Phía cuối trời cánh chim theo ngàn cơn gió, bên kia sớm vọng về tiếng ca, dòng máy hát điệu buồn xót xa. Cường gửi lại chú Út cái này. Vậy là sao? Út không hiểu. Đó là toàn bộ số tiền Út gửi về cho má. Hình như
Bác đã không xài lấy một đồng. Cường đã thấy nó trên bàn thờ sau khi bác mất. Vẫn không thích ai an ủi đâu. Đừng an ủi Út Cường nha. Ngày còn đi học, Cường đã chấm cho Út một lá số tử vi và khen nức nở đường chồng con Út tốt lắm. Cường nhớ không? Cường nhớ. Cường thấy có cần phải chấm lại cho Út một lá số tử vi khác không? Cường sẽ chấm lại cho Út lá số tử vi khác. Cường hứa. Thử thách đã nhiều, con đã hiểu bài học cuối cùng má dạy con. Hạnh phúc phải do chính mình tạo dựng, và lòng mình không thể nuôi mãi hận thù. Má, con tin ngày mai sẽ khác. Bởi lẽ con đã trở về với người hằng đợi chờ con, để tìm lại bao ước mơ thời thơ bé. Ước mơ ấy con nghĩ vẫn sẽ đẹp như ngày nào.